Đến 15 giờ chiều nay, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ PC07 Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với các lực lượng dập tắt hoàn toàn vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Trung Textile Vina nằm trong khu công nghiệp Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Theo báo cáo nhanh, vào khoảng 11 giờ trưa nay, các công nhân đang làm việc bên trong xưởng phát hiện cháy nên tri hô nhau, đồng thời dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa sau đó bùng phát nhanh chóng, bao trùm cả nhà xưởng rộng hơn 1.500 m². Công an tỉnh Bình Dương đã huy động gần 30 xe chuyên dụng, 142 cán bộ chiến sĩ cùng robot chữa cháy, phương tiện đến hiện trường để khống chế hỏa hoạn. Phó Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Điệp đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ huy công tác huy động lực lượng, phương tiện khống chế, dập tắt nhanh đám cháy. Do bên trong nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa bùng phát nhanh, lực lượng phòng cháy chữa cháy phải tiếp cận từ nhiều hướng, đồng thời xịt bọt chuyên dụng dập lửa. Chỉ sau 35 phút, đám cháy đã được khống chế. Lực lượng phương tiện tập trung túc trực dập tắt hoàn toàn đám cháy. Hỏa hoạn không gây thương vong, song thiêu rụi nhiều tài sản trong nhà xưởng. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.